SCTV6 Vin360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Cũng trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Morizasu của đội tuyển Nhật Bản cho biết trận đấu ngày mai có thể rất khó khăn bởi các cầu thủ phải tập trung trở lại từ khắp nơi trên thế giới và thời gian chuẩn bị là không nhiều. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Cùng với đó, việc phải thi đấu trên sân Mỹ Đình dưới áp lực từ các cổ động viên chủ nhà là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, mục tiêu mà huấn luyện viên này đặt ra vẫn là 3 điểm. Sau cùng, ông Morizasu cho biết những cầu thủ tập trung muộn sẽ không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình ra sân ngày mai. Quyết định cuối cùng của ông sẽ phụ thuộc vào buổi tập tối nay trên sân Mỹ Đình. Kênh truyền hình SCTV6 Phim 360 hoàn toàn mới.